Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị đã theo dõi cái lời trình bày của luật sư Đỗ Phủ và luật sư Nguyễn Quốc Linh về những khía cạnh chính trị trong cái vấn đề đạo luật bảo hiểm sức khỏe sau khi Hạ viện đã đi đến một cái chung cuộc là họ hủy bỏ và không có thể thay thế được một cái đạo luật mà tất cả mọi người đang sử dụng bây giờ, đó là vấn đề Obamacare. Và đến bây giờ thì Thượng viện cũng chưa đi đến một cái quyết định nào để có thể người dân Hoa Kỳ có một cái chế độ bảo hiểm rõ ràng trong tương lai. Thế thưa anh Donald Trump, anh theo dõi thì anh thấy những cái sự kiện gằng co giữa hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa. Thế trong tương lai vấn đề bảo hiểm sức khỏe như thế nào thưa anh Donald? Vâng, thưa anh Đoàn Trọng cùng anh luật sư Lân và luật sư Đỗ Phủ. Thì bây giờ mình phải hiểu, muốn cần biết là tại sao nó lại có cái chuyện mà bỏ cái Obamacare. Tại vì trong 7 năm đảng Dân Chủ làm, thì trong cái đảng Dân Chủ làm nó có cái loại Obamacare bắt buộc một người, tức là muốn guarantee một người nào có bảo hiểm. Thì lúc mà mới ra đâu có biết là cái nào đúng hay sai, tại người ta predict thôi. Người ta nói là nếu mà Obamacare nó work cho những người trẻ đóng cái premium cho những người già, nhưng mà thực tế ra những người trẻ nó không thích đóng, tại premium nó cứ lên mãi, nên ra nó bỏ. Thành ra như là hình như khoảng hơn 6 triệu người tại elect là ta đóng tax penalty rather than đi đóng cái premium. Tất nhiên là điều đó có nghĩa rằng ai không mua bảo hiểm sức khỏe thì người đó sẽ bị phạt vào cái tiền thuế. Nhưng mà cái con số người chịu phạt thuế nhiều hơn là con số những người chịu phải mua bảo hiểm sức khỏe. Đúng rồi, và vậy ra cái này nó phần không có. Yeah. Tại vì người ta không, tại vì cái Obamacare nó quốc khi có những người, tức là tất cả mọi người phải đóng cái premium. Bây giờ mấy người đó không đóng premium thì nó không có đủ tiền. Đó là lý do đó, thành ra cái deficit nó tăng. Lắm. Tức là chính phủ nợ quá nhiều, tại cứ phải áp tiền vô trong cái luật đó. Thì khi mà ra cái luật đó thì bây giờ nó mới biết làm ra cái luật rồi này, thì người ta mới biết là cái luật Obamacare nó fail. Tại vì cái gì người ta suy nghĩ nó không có đúng. Những người trẻ phải đóng tiền. Thì bây giờ thì biết như thế nào, thì như 7 năm về trước dưới thời Dân Chủ thì không ai dám, không ai làm gì cả. Tại vì nó cứ giằng co. Bây giờ Cộng Hòa lên là cũng giằng co, cũng chẳng đi đâu cả. Nhưng mà cái principle á, là cái chuyện đó là dân nó chán cái đó, chán, tại vì cứ phải đóng premium cao lên. Và khi mà cái cao lên á, thì bây giờ muốn bỏ cái, là thứ nhất là cái chuyện mà Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa ngày xưa kiện lên tối cao pháp viện, nói là cái này nó vi hiến. Nhưng mà thực tình nó không vi hiến, là tại vì chính phủ có quyền lấy thuế để mà trang trải những cái nợ nần. Thành ra nó không có vi hiến ở cái chỗ đó. Chứ nếu mà tự nhiên anh ta bắt tôi phải mua bảo hiểm thì nó có nghe nó thì có vẻ vi hiến. Nhưng đây là nó lấy thuế để nó trả cái đó. Thì chính phủ có cái power để làm cái chuyện đó. Thành ra nó không có vi hiến. Thành ra đến ngày hôm nay cứ giằng co mãi. Còn bây giờ là cái chuyện mà ai cũng muốn cho mỗi người dân Hoa Kỳ là có bảo hiểm như luật sư Đỗ Phủ nói. Nhưng mà vấn đề là cái premium nó tăng quá cao, thành ra như luật sư Đỗ Phủ nói là nó quốc, nhưng mà nó chỉ có một vấn đề nó cần phải giải quyết. Nhưng mà vì vấn đề chính trị, thành ra nó nhiều khi nó nói ra là ở cái này không quốc thì nó blame đủ thứ hết. Nhưng mà Dân Chủ hay Cộng Hòa lên cũng face same problem, tại cái premium là cái chính. Thành ra bây giờ mình phải để ý kỹ là cái chính là cái premium. Thì bởi vậy cái mandate của ông Donald Trump đó là ông đã hứa là khi mà ông đắc cử, ông sẽ ngày đầu tiên là ông repeal Obamacare, hủy bỏ cái Obamacare đó. Ông hứa như vậy thì bây giờ phải replace. Thì bây giờ muốn có cái chương trình đó thì bây giờ phải làm sao? Thì bây giờ cái chính ấy, là cái vấn đề người dân chán là tại vì đóng thuế, cái premium càng ngày nó càng lên cao và phải đóng thuế, mà chính phủ thì càng ngày là càng không có tiền để mà subsidy những cái chuyện đó. Bởi vậy lý do đó thành ra ngày hôm nay mình mới có cái bill thứ nhất là của dưới Hạ viện. Thì cái dưới cái Hạ viện nó introduce cái bill ra trước, nhưng mà lên Thượng viện thì Thượng viện bỏ cái bill này cũng chưa đủ đó. Thì thường thường cái cách nó làm việc là cái Hạ viện nó cứ ra luận trước, sau không được thì Senate nó mới introduce another version. Thì dựa theo cái accounting general office á, thì CBO đó, CBO á, thì nó nói là nếu mà trường hợp cái version của dưới Hạ viện thì nó chỉ cắt cái deficit cho 118.7 tỷ, còn version của Senate thì nó cắt tới 321 tỷ. Thì khi mà nó cắt như vậy thì cắt ở đâu? Thì chuyện thứ nhất là nó phải là, mà cái premium mà vẫn premium vẫn phải xuống, mà mỗi người vẫn phải có cái cover. Thì bây giờ vấn đề là tiền ở đâu nó cắt. Thì bây giờ nó cắt những cái subsidy của Medicaid và subsidy của những người nghèo, họ là medium middle income. Thành ra
nó fake cái đó. Ok, cái này thì chắc phải đi tới với luật sư Đỗ Phủ. Thưa luật sư Đỗ Phủ, khi luật sư Đỗ Phủ vừa trình bày là có 75 triệu người của trong cái khối 300 triệu người dân Hoa Kỳ đang ở nằm trong cái tình trạng là low income mà sẽ được hưởng cái chính sách mà subsidize của chính phủ. Thế thì liệu cái số phận của 75 triệu người mà trong đó có rất nhiều người Việt chúng ta ở trong đó phải không luật sư? Dạ đúng, rất nhiều. Cái chương trình đó dưới cái tầm nhìn của luật sư là một người hướng về nhìn về những người đó, thì luật sư thấy tương lai số phận của những người đó như thế nào? Đó lý do tại sao mà CBPO Office họ đưa cái con số ra và họ nói là cái số người đó sẽ bị mất bảo hiểm. Dạ vâng. Nhưng mà họ đưa ra như vậy thì dĩ nhiên là phía bên Cộng Hòa cũng có một số người họ đồng ý quan điểm mà bảo như vậy không được. Tại vì như vậy ảnh hưởng tới người dân của tôi. Ông thượng nghị sĩ Nevada nói là bao nhiêu người dân ở trong cái tiểu bang của tôi đang hưởng Medicaid đó. Rồi một số thượng nghị sĩ khác nữa thì những người đó bao đi về đâu nếu mà cái luật này thông qua. Thì họ bị cũng y chang vấn đề như vậy. Nhưng mà bên Cộng Hòa cũng có người có lương tâm, chứ không phải không có người không có lương tâm. Có những người không có lương tâm là bảo bỏ đi, kệ nó, sống bé chết mặc tụi bay. Cái đó mình làm không được đó. Còn một có một số người có lương tâm thì bảo không được, muốn ra cái luật cũng được đó, mình giải quyết bất chết. Nhưng mà còn những người nghèo, những người khó khăn thì sao? Đó, đó là thành phần mà thứ nhì. Còn một phần thứ ba đó, dẹp luôn đi, dẹp luôn Obamacare đi, tới đầu tới, cho nó chết đi. Này, những người đó là người không keo, không có giải quyết vấn đề. Thì bên Cộng Hòa có tới 3 phe lận đó, thì mình không biết phe nào họ sẽ thắng thế. Và Donald Trump á, thì chỉ có cái miệng nói thôi, giải quyết vấn đề, giải quyết làm sao, chưa đi plan gì Donald Trump đưa ra, toàn là phía bên Quốc hội mà phía bên Thượng viện đưa ra thôi. Donald Trump được cái miệng thôi, chứ không có một kế hoạch nào cụ thể cả. Nói đả kích rất dễ, anh giải quyết vấn đề là chuyện khó. Thì tới bây giờ là Obamacare nó bị những cái vấn đề. Thì tại sao cái câu hỏi của tôi tới ngày hôm nay là phía bên Cộng Hòa không ngồi lại làm việc để fix những cái lỗ hổng đó đi? Nó bị một số chuyện, nhưng mà không bị số chuyện. Anh Donald nói đúng, nó bị một số chuyện là cái thành phần trẻ không đóng, cái tiền penalty tax lấy ra để bù cho cái chuyện đó. Thì bây giờ có cách nào bù nữa hay không? Có cách nào để cho các bảo hiểm nó ở lại hay không? Bằng cách mình tăng cái số người lên, khuyến khích và đóng tiền như thế nào? Anh khuyến khích á, thì chắc là ông đóng đâu, anh bắt họ đóng. Bây giờ anh bắt bằng cách nào? Anh lấy ngân sách ở đâu ra để anh cover? Tại vì một cái xứ như Hoa Kỳ mà chẳng lẽ người dân Hoa Kỳ không ai có bảo hiểm hết? Một số người tới 70 triệu người không bảo hiểm, nó kỳ quá. Tôi mắc cỡ luôn người Mỹ luôn. À, thế thì luật sư Lân, số phận của những người hiện nay đang ở trong cái nhóm hưởng Medicare, cũng giống như Medi-Cal, những người được chính phủ subsidize cái tiền bảo hiểm của họ, từ đây đến cuối năm có cái bị gì thay đổi, và liệu cái tình trạng sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe của họ có thể bị cắt đi không thưa luật sư? Well, đối với người thành phần mà nghèo, có nhìn gì? Trường hợp mà cái hưởng welfare đó, Medicare thì có thể là không, tại vì chính phủ vẫn có cái tài trợ cho những người nghèo như vậy, những người già, những người khuyết tật, những người về hưu hoặc lãnh tiền già thì vẫn còn ở đó. Chỉ có những người ưa nghèo là có những người mà lương của họ không cao lắm mà cũng không có thấp lắm, họ được cái cũng trợ cấp chính phủ, nhưng họ được cái gọi là subsidy, chính phủ tài trợ một phần tiền nào đó cho bảo hiểm của họ và bảo phí của họ. Thì bây giờ chính phủ có thể không tài trợ cho cái đó nữa. Nếu không tài trợ thì bảo hiểm họ nói là thôi, không có tiền đó là tôi chẳng thà không làm việc ở tiểu bang này còn hơn là tôi ở đây mà tôi phải trả cho người đó. Thì những người đó có thể rắc rối. Mà nếu mà còn ít bảo hiểm còn lại đó thì cái tiền bảo phí của họ sẽ cao hơn. Thành ra hóa ra họ có tiền, họ cũng không đủ tiền để mà mua bảo hiểm, mua bảo phí cho họ nữa. Mà nếu có bảo hiểm đi nữa, mà nếu bảo hiểm họ cung cấp đi nữa, họ không cung cấp đủ tiêu chuẩn, đủ dịch vụ đủ để họ có cái đó. Và những cái hãng xưởng có thể họ đi đến trạng vì bảo hiểm cao quá thì họ nói là wow, chẳng là tôi trả tiền phạt theo cái đạo luật của Obama còn hơn tôi trả tiền bảo phí, vì tôi có mua bảo hiểm cũng không có được. Họ trả tiền phạt, họ nói tôi trả tiền phạt rồi quý vị đi mua lên Medicare muốn làm gì thì làm. Cộng thêm những người mà gọi là giàu có tiền, ví dụ luật sư phụ chẳng hạn. Thế luật sư bây giờ, bây giờ nếu có cái đó, bây giờ bảo hiểm càng ngày càng rút lại. Yeah. Mà bảo hiểm họ nói là hey, tôi phải cung cấp đầy đủ dịch vụ, có cái đang bệnh tôi cũng phải trả, đang có bầu tôi cũng phải trả, rồi tôi phải tập thể dục thể thao, tôi phải tập cái y khoa mà phòng ngừa này nọ nữa. Yeah. Tôi làm như vậy tôi phải tính tiền nhiều hơn, tôi đâu có tính tiền trợ cấp quý vị được. Thành ra họ càng ngày họ tính tiền nhiều hơn, thành ra cả người giàu cũng bị thiệt. Wow, luật sư phụ có thể nói rằng tôi nếu mà giàu trả bao nhiêu tôi cũng trả, no. Nếu mà trả 5.000 đồng cho mỗi người một tháng, đa số người này bị hết. Trả 10.000 đồng cho mỗi tháng cho mỗi người, sẽ có người bị giàu của bị. Yeah. Mà nếu dịch vụ nó nói là wow, tôi chỉ trả như đây thôi, là vô bệnh viện quý vị một chiếu trả một nửa tiền viện, wow, chỉ cần một lần té xe, té đá banh gãy chân một cái là 50.000, 100.000. Tôi không nghĩ cái người giàu nào có tiền nào mà họ đủ cho làm như vậy. Nhưng mà tôi nói là đa số những người trung dung lương khoảng 100, 150 ngàn. Tôi nói ví dụ như vậy. Mình có thể coi người đó là giàu, là nghèo. Nhưng mà tôi không nghĩ là nếu mà 100, 150 ngàn mà nói họ phải trả 1.000 đồng mỗi tháng cho tiền bảo hiểm của họ,
rất là nhiều, rất là cao. Thì không thể nào nói rằng ô, tiền cao của đó là không có sao, cái đó là cũng không có đúng. Đối với những người mà lợi tức... mỗi trường hợp mỗi đúng. Khác nhau. Nhưng mà phần đông những người lợi tức cao là top 15% income của Hoa Kỳ đó. Yeah. Những người professional như chúng tôi, như luật sư Lân. Thì thật sự cái con số mà ví dụ tính ra trong cái gia đình tùy theo bao nhiêu người. Ví dụ như một người làm trên 100 ngàn một năm, trên 150 ngàn một năm. Ví dụ như bị vô bảo hiểm mà trả khoảng chừng 5 ngàn đối với họ một năm để mua cái premium á. Rồi bị điếc tới bô nữa đó. Thì có thể 5 ngàn đối với những người đó họ afford được. Nhưng mà đối với những người làm khoảng chừng 40 ngàn một năm thì con số 5 ngàn rất là lớn. Đó, cái ý tôi muốn nói là như vậy. Và cái bảo hiểm đây là cái bảo hiểm những người đó họ afford được, họ trả được cái bảo hiểm đó. Cho nên cái premium nó có lên chút đỉnh đi nữa đó, những người khá già như vậy họ vẫn trả được. Tại vì 5 ngàn đối với người 150 ngàn nó khác với người làm 5 ngàn với 40 ngàn một năm. Đó, cái đó cái ý tôi nói là như vậy. Cho nên mình nghĩ là mình nghĩ tới những người thấp hơn mình, dở hơn mình. Nhưng cái là luật Obama cái nó có cái điểm nó nói là tiền bảo phí đó không được tăng quá ví dụ 10% của income chẳng hạn. Theo là luật Obamacare, thành ra bảo hiểm không được tính tăng thêm quá cái mức đó. Thành ra cho dù là 100 ngàn hay là 150 ngàn, nó ok, nếu không trả quá 15 ngàn thì họ vẫn có thể chịu được, thì đó là không là vấn đề. Tuy nhiên nếu mà tôi không được tính tiền bảo phí tăng như vậy thì bảo hiểm đó, thôi tôi dọn ra ngoài tiểu bang, tôi đâu có tiểu bang này làm chi. Cho nên nhiều tiểu bang cái bảo hiểm họ ra ngoài, họ không muốn làm việc tiểu bang đó. Nếu mà không còn tiểu bang đó nữa, những người còn lại họ phải tính tiền bảo phí tăng hơn thôi. Nếu không thì chính phủ trả tiền phụ trợ đi. Một trong những cái họ tính tiền bảo phí tăng hơn, và một số tiểu bang như luật sư Lân nói đúng, có một số tiểu bang không làm việc, nhưng mà một số tiểu bang thì nó lại làm việc được, là tùy theo cái cách mà mình adjust về vấn đề budget, về ngân sách của mình. Thế trước khi mà chúng ta chấm dứt cái vấn đề Obamacare và vấn đề bảo hiểm sức khỏe thì tôi muốn hỏi anh Jonathan như vậy. Rất nhiều giới media báo chí họ đưa ra những cái tin tức cho thấy có sự lạm dụng về vấn đề Obamacare trong những thời gian gần đây, qua việc bác sĩ ký rất nhiều cái toa thuốc mà có thể nó ảnh hưởng và làm cái thâm thủ cái ngân sách của Obamacare. Cái sự kiện đó như thế nào thưa anh Donald? Thì bây giờ mình nói một trong cái big, cái một vấn đề chính mà trong cái đạo luật của Hạ viện lẫn Thượng viện là đi vô là nó cắt cái tiền Medicaid. Thì trong 50 tiểu bang nước Mỹ thì có 30 tiểu bang nó nằm trong cái chương trình nó gọi là Expanded Coverage. Thì trong đó có California. Thì cái Expanded Coverage là sao? Tức là khi mà một người đi mua bảo hiểm, mà người nếu mà người nghèo mà mua bảo hiểm Obamacare đó, thì chính phủ, state và federal share cái cost đó. Rồi còn số còn lại mà khi mà những cái người nào nó nằm trong Expanded Coverage đó, mà đi mua cái bảo hiểm đó, đó thì thường thường là chính phủ liên bang pick up all the tab. Bởi vậy nó cost nó mới nhiều. Tức là khi mà có 30 tiểu bang nó nằm trong cái đó. Thì bây giờ sang cái bill mới thì nó là cái chuyện gì? Thì qua cái bill mới ấy, thì nó sẽ năm 2020 nó sẽ end. Nó không có vụ expanded coverage nữa. Nhưng mà nó không có muốn cúp liền, tại cúp liền là nhiều người affect lắm. Ra nó subsidize cho đến khi 2020 thì thực complete. Coi như là không có đủ tiền để cover. Nó khô nữa, tại bởi vậy ra nó mới cap. Nó cáp ở chỗ đó, mà không những cái chỗ đó là hiện giờ đó, trong chương trình Obamacare đó, cái subsidy đó nó không có giới hạn. Trong khi đó, đó trong cái chương trình mà của tất cả các cái này là nó có một cái cáp, tức là nó subsidy đến đó là hết. Có một cái giới hạn mức nào đó thôi. Nó có cái cáp, đó là cái sự khác biệt. Ra mình phải hiểu cái Medicaid tại sao nó affect cái trong người như vậy. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi để theo dõi một trong những cái vấn đề mà liên quan đến đời sống của chúng ta rất nhiều, đó vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Và cho quý vị đã nghe lời giải thích của luật sư Đỗ Phú, luật sư Nguyễn Quốc Lân và anh Donald, hy vọng là chúng ta bắt được tất cả những cái vấn đề mà chúng ta cần biết, đặc biệt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.